ngon. Ui giời ơi. Rồi, lửa phát là trắng như ngọc trinh luôn nhá. Đấy, ngọc trinh còn có dâu. Rồi, thấy chưa, quệ chưa? Không cần cho bột nhá. Không cần cho bột gì cả. Cho đầu dạ em câu hỏi nhỉ. Chỉ lâu lâu chín rồi. Đột cái cứt. Cấp luôn. Bây giờ bửa ra nhá. Bên trong vẫn còn ngon nhỉ. Thơm lắm. Mời mọi người nha. Ngon cực. Wow. Thơm lắm mọi người ạ. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamo TV. Cùng anh em mình đi thu hoạch sắn nha mọi người nha. À, hôm nay sẽ có một món cực kỳ ngon về sắn luôn. Bánh sắn, ai đã nghe về bánh sắn chưa? Hôm nay anh em mình sẽ thử làm bánh sắn xem sao. Bánh sắn sôi gấc nhá. Bây giờ phải vào đào sắn ra. Đố mọi người biết một gốc sắn ở đây khoảng tầm bao nhiêu cân đấy? Hơi bị nặng, hơi bị nhiều luôn. Em đoán một gốc sắn chỉ được khoảng tầm 1 cân rưỡi, 2 cân rồi. Điều là một củ đã cần hơn cân rồi. Đây nha. Ui, thấy chưa? Củ luôn trên đầu này. Đáng nhẽ là sắn này chỉ cần nhổ thôi nhưng mà nó to quá. To quá phải đào. Đào ở lớp đất bên trên thì mới nhổ được mọi người ạ. Chứ không là nó đứt hết kìa. Đứt hết củ. Gốc này khả năng là 3 người nhổ cùng lên. Củ ra này tan bên này luôn mọi người. Cào cào của mấy cái loài hết đây này. Đấy. Nó sẽ có hướng củ rồi. Kéo kéo đứt. Thì là anh em mình cao cao đi xong nó nhổ một phát cả cụm lên. Đấy. Cái gì chả dính đâu. Gốc này nhiều củ lắm. Sáng tận mấy nơi luôn này. Đấy, cào cào chỗ đấy đi. Cái cuốc này đa năng thì đa năng thật. Nhưng mà cũng hơi ốt ếch. Dài hết cùng này. Lấy được một cái gốc sắn cực kỳ là vất vả mọi người ạ. Chả thế mà mỗi khi người ta mà muốn thu hoạch sắn ấy là người ta chờ trời mưa bão to ấy, hoặc là người ta đón nước vào cho nó ngập để cho nó mềm đất, người ta khẽ nhất cái là được mọi người ạ. Ui, củ này dài ra tận đây luôn này. Thấy chưa? Vẫn chưa hết này. Rồi, thấy chưa? Nhổ là dễ bị 40-50 phần chưa hết. Nhổ là dễ bị gãy lắm. Thế nên là mà nó lại đào thế này lên. Mệt thế nhỉ? Lâu ngày không hoạt động. Ui, ui, siêu dài luôn. Địa long. Con này mà lẫn vào bánh sắn thì chất luôn này. À, tay. Chưa, dài chưa? Đủ được chưa nhỉ? Còn đây đây nữa anh ạ. Còn đây được. Ha. Kìa. Con củ gốc này anh ơi. Đây bửa nó xong bên này.
Thật. Ui giời ơi. Kinh khủng thật. Tan những cái củ siêu dài luôn mọi người ạ. Tan 5-60 phân đấy. To. Đào xong được gốc sắn hết cả hơi. Mỗi gốc như thế này chắc phải là 5-7 cân đấy anh nhờ. Có dao không? Đấy lấy cái chặt đi. Dao đây. Ui. Đào được gốc sắn mà. Thở không ra hơi nữa. Người ta gọi là già rồi. Đào mạnh vào, tí nữa làm mảnh xong rồi ăn là mình ngon. Đấy, đây. Mày, một củ này. Hai củ này. Ui, nặng lắm mọi người ạ. Hơn cân một củ này ấy. Hơn cân ấy. Gần 2 cân. Ây da. Ây da. Ây da. Thôi. 3 củ này. Có chân ngắn nhau không anh? Không. Đúng nguyên. Ôi. Củ này đứt ở đâu nhỉ? Khả năng đào xong một gốc là đủ. Thôi, mình định đào một quang gánh này. Nhưng mà thôi. Đào thế này mệt lắm, không chống được. Chừng này làm bánh là tha hồ ăn rồi. Quang thôi. Đây đây. Lấy quang đây. Ủa, cho lên lên xe này. Không phải quang đâu. Không phải quang. Ây da. Thôi cầm đồ đi. Ok anh. Cho lên xe vác về nha. Ok nha mọi người nha. Bây giờ sẽ lột vỏ để luộc, xong anh em mình sẽ giã ra để làm bánh nha. Rửa đi đã. Rửa. Lột vỏ bánh ạ, bỏ cái phần già này đi. Lột vỏ sắn rất là đơn giản đấy mọi người ạ. À, thấy chưa? Trắng như ngọc trinh luôn. Lột thì phát ra là trắng ngần như ngọc trinh luôn nhá. Đấy. Ngọc trinh á. Và bằng cu. Vào cô. Hơi mới ác này. Rồi, rửa phát là trắng như ngọc trinh luôn nhá. Đấy. Ngọc trinh còn có dâu. Rồi. Bây giờ đem ra để chuẩn bị hấp nhá, rửa sạch để hấp. Ok đấy mọi người nhá, bây giờ sẽ tiến hành hấp sắn. Để hấp cho nhanh thì mình sẽ cắt cái khúc nhỏ nhỏ nó ra. Hay là hấp ra này. Cứ cắt nhỏ nhỏ ra anh ạ. Rồi.
những ngọc trình luôn. À, mỗi khi mình cần luộc chắn, hôm nay hấp chắn thì hấp khoảng bao nhiêu lâu anh? Ôi thôi, bao giờ chín là được. Rồi, những cụ này nhỏ nhỏ, cho cả. Rồi, đánh vung qua. Đó được không? Rồi, bây giờ sẽ đi làm gốc. Đấy, tạo màu cho bánh. Không phải tạo màu nữa mà thơm nữa, gốc rất thơm. Ui, đỏ chưa nè. Đấy, đỏ chưa? Đỏ chân chót luôn. À. Mà nhiều hạt thế anh nhỉ? Ui, nhiều hạt luôn. Đỏ, treo leo luôn. Mà anh em mình nấu sôi gấp. Hôm nữa sang tuần ấy, thì anh em mình nấu một nồi sôi gấp siêu to, bắt đầu cho các bạn ăn sáng. Cũng được. Cái này mình còn sợ đỏ quá luôn. Quá là đỏ. À, cho một chút rượu trắng vào nhá mọi người nhá. Một chút rượu trắng vào cho nó lên màu ác. À, bây giờ đợi sắn chín thôi. Ok rồi nhá mọi người nhá. Ui, nó bở nẻ hết ra luôn này anh ơi. Chưa ngon chưa? Wow, được rồi, được rồi. Ui, bở không? Bở bung luôn. Mềm nhẹ. Bở lắm. Bở thôi. Đây để giã nào. Bây giờ là phải giã sắn ra nhé mọi người nhá. Xong cho mày ép luôn anh. Hả? Mày ép nghiền đấy. Dính lắm. Ừ, dính này anh nhỉ. Khả năng phải để khô. À, thế là cho vào tủ lạnh anh ạ. Ừ, mày giã qua đi xong rồi để vào tủ lạnh nhá. Anh đi lấy nước dừa, nước cốt dừa này. Với lại dừa để nạo. Nó dính lắm. À. Sắn phải sau khi cho vào tủ lạnh nó mới khô dễ dã như thế này nhé mọi người nhá. Chứ lúc đầu dã bết quá. Cho vào mấy tiếng đồng hồ nó khô hết lại. Đấy, bây giờ bóp ra là mình dễ. Nó dính có một tí găng tay mà đã đỏ chót rồi anh nhỉ. Giờ lấy nước vào. Nước dừa nhé mọi người nhá. Này mình phải đáng nghĩa ra mình phải lấy cái cối to vậy nhỉ, chảy dã. Ui, dã này đến bao giờ cho xong. Tưởng đơn giản mà mệt phất mọi người ạ. Khó dã, nóng thì nó dính, mà để vào tủ lạnh thì nó cứng. Giờ cho nó đỏ teo leo lên đã. Úi da. Quả này tròn chót luôn mọi người ạ. Úi dồi ôi, siêu đỏ luôn. Siêu trắng gặp siêu đỏ. Mình thấy cái làm cái bánh này nó vất vả quá mọi người ạ. Vừa nhặt hết hạt gốc xong bây giờ nhào nó lên nhưng mà được cái nó quện phết. Ôi à, giờ quện chưa, không cần cho bột nhá, không cần cho bột gì cả. Rồi cho nước dừa vào nào, nước cốt dừa nhá.
cho thơm. Đường. Yeah, ngọt cần ngon. Dừa nạo. Rồi, lại tiếp tục. Nếm thử xem ngon chưa? Không. Chín rồi mà. Bây giờ chỉ nặn hơn rắn. Ngon đấy. Ăn được mà, chín rồi. Đùa. Đồ sống còn dám ăn rồi. Cái này lại sợ. Ngon rồi kìa. Nó có dừa thơm hơn này. Thơm. Nặn như bánh rán này. Thế này được không? Ở đấy, chuẩn. Tầm đấy. Sao mày nặn đẹp hơn anh nhỉ? Bàn tay em mười hoa tay đấy. Vất vả. Làm món này vất vả đấy, không phải đùa đâu. Ok nhá mọi người nhá, bây giờ sẽ tiến hành đổ dầu vào. Bây giờ là bắt đầu rán nó lên nhá mọi người nhá. Mình nghĩ là nó gần chín rồi. Dầu chưa được à? À mà cái này cũng được. Có nên để dầu già không? Mình nghĩ là nên để dầu già. Cho dầu già em câu hỏi nhỉ. Nó chín lâu lâu, chín nó nổi. Nổi cái cứt. Là như bánh trôi ấy mà nổi. Để cho nó dầu nó ra một tí đã. Không là nó dính. Thôi đúng rồi đấy, đúng rồi. Cho vào chùi tăm luôn. Thả đi. Xa nhau không dính nhau. Đấy, nó phải sủi như này. Hai mẹ nhỉ? Hai mẹ anh ạ. Ui, làm quả bánh sắn này bán cho ok đấy. Sắn thì mua ngoài chợ có 10.000 cân thôi. Thôi, bên này. Ui giời ơi. Xong một mẻ rồi nhá mọi người nhá. Đấy, mình còn đang khiếu làm bánh phết đấy, đẹp không? Quá đẹp luôn. Đi xa. Mình đã bảo rồi, mình có năng khiếu làm đầu bếp mà. Nhiều quá nó có cái nó hơi bị nát nát nhỉ. Ngon. Đẹp. Bánh này có khi đem ra chợ bán. Ok. Tuyệt vời đấy. Mẹ hai. Mẹ này ok hơn. Ui đẹp không? Vàng ươm. Giòn rụm nữa đấy nhỉ. Xa. Sao lúc nãy không lấy cái này vớt? Hả? Nó nát. Vớt bằng cái đó nó nát. Vừng ra đây, vừng với chả ai với dừa. Ừ, tắc tắc vào đây nhá. Đang nóng, tắc vừng. Được rồi anh ạ. Xời, tuyệt vời. Chén đấy. Ok nha mọi người nha.
liệu như thế này đã đủ làm gọi là gì nhỉ, đầu bếp chưa, đẳng cấp luôn. Bây giờ bữa ra nha. Bên trong vẫn còn ngon nhỉ, thơm lắm. Mời mọi người nha. Cơ. Ngon cực. Wow, thơm lắm mọi người ạ. Nhưng mà đáng nhẽ ra ấy, là mình nặn mỏng cái bánh đi ấy, thì sẽ ngon hơn. Tại vì ở trong này nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Cái lớp dầu thì mình chiên nhanh mà, cái lớp dầu nó chỉ làm cái vỏ bánh này nó chín thôi. Còn ở trong này thì nó vẫn là chín sẵn rồi. Nó là nặn mỏng như ấy thì sẽ ngon hơn. Thì nó sẽ giòn đều mọi người ạ. Ngon. Khá là ok nhá. Mọi người thấy tay nghề mình thế nào? Mỗi độ nhá. Làm cái bánh kiểu này dạng như này nó hơi kỳ công. Đảo sắn, làm sắn xong rồi giã sắn xong rồi lại bóp gấc, xong rồi bóp đường trộn các kiểu. Mệt lâu lắm. Đào xong gốc sắn lại hết hơi rồi. Mười cân sắn, mình sẽ tính chi phí lên nhá. Mười cân sắn nhưng mà anh em mình làm không hết, đó là chỉ tầm 7 cân thôi. Đấy, 70.000 mua ngoài chợ nhá. 4 quả gấc 40.000 nữa, 110.000. Gia vị các kiểu, nước cốt dừa 20.000, 130.000, 130.000 cộng thêm nước dừa với kia coi như là 150.000 đi. Làm được khoảng tầm Mình bán 3.000 một cái. Tối nay được bao nhiêu cái anh? Lỗ. 3.000 một cái. Tối nay được 30 cái không? Đúng rồi. Thế thì mình phải trộn hết bột. Trộn hết bột mới cả cho mỏng thôi. Tối nay một cái bánh này của mình á để làm được 2-3 cái. 2 cái. Chứ nhiều như thế này bán lỗ. Đúng rồi. Nó ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà kỳ công làm á. Ai đi bán bánh này thì chỉ chết lỗ mất. Đúng rồi, không cứ làm cái bánh này người ra cũng thường em bán. Rồi, mời mới làm được. Bắt lên lưng tao một nướng. Đấy mà làm được hoài. Xì bỏ. Chỉnh toảng được món mà đổ lên mặt. Nó phải gọi là đẳng cấp mọi người ạ. Món này nếu mà làm thất bại thì chó nó không ăn được. Chó nó ăn bánh mà. Chó à? Bánh ăn kẹo là hoàng luôn. Con chó này em ăn kẹo à. Món này ok nhá mọi người nhá. Nếu mà dàn mỏng ra thì sẽ ngon hơn. À, còn đâu là mọi thứ đều ok. Duyệt. Gọi là chấp nhận được. Đó. Thôi video hôm nay anh em mình xin phép kết thúc tại đây. Nếu thấy video của anh em mình hay, nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh chuông bên cạnh nhá. Mình vừa phát hiện ở khu ngoài đồng ấy có ruộng củ từ rất là nhiều. Hôm nào ra đào củ từ nấu một nồi canh sữa to không lồ nhỉ. Ok anh ơi. Củ từ ấy, củ từ lông ấy mọi người. Ai mà không biết củ từ lông thì nhớ theo dõi anh em mình nhá. Hôm sau anh em mình sẽ đi đào củ từ nhá. Củ từ hầm với cả xương giò. Chào mọi người nhá. Bye bye.